Trọng Tuấn mến chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp tình hình tại các điểm nóng xung đột trên thế giới ngày 10 tháng 11 của báo Thanh Niên. Chương trình được phát trên các nền tảng của báo Thanh Niên. Rất mong quý vị bấm like, đăng ký theo dõi cũng như ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức nóng hổi được chúng tôi cập nhật liên tục. Quân đội Israel hôm nay tiến hành không kích vào Syria để trả đũa vụ trường học ở thành phố cực nam Eilat bị tập kích bằng UAV. Lực lượng phòng vệ Israel IDF nói chính quyền Syria hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi vụ tấn công được thực hiện từ lãnh thổ nước này. Lực lượng phòng vệ Israel đã đáp trả mạnh mẽ bất cứ nỗ lực nào nhằm làm tổn hại đến lãnh thổ của nhà nước Israel. Thành phố Eilat, nơi có trường học Israel bị tấn công, nằm cách Syria hơn 400 km. Giới chức Israel ngày 9 tháng 11 cho biết một UAV lao vào trường học ở Eilat, gây một số thiệt hại nhẹ nhưng không có thương vong. Các quan chức hội đồng địa phương cho biết khoảng 40 học sinh ở dưới tầng hầm của ngôi trường khi cơ sở này bị tập kích. Israel trong khi đó vẫn tiếp tục chiến dịch quân sự trên bộ ở dải Gaza. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh mục tiêu của chiến dịch là khi nó kết thúc phải đạt được một dải Gaza phi quân sự hóa, phi cực đoan hóa và được xây dựng lại. Ông Netanyahu cũng nói rằng Israel không tìm cách đoạt lấy, chiếm đóng hay quản lý Gaza, dù cách đây 2 ngày chính ông tuyên bố Israel sẽ duy trì trách nhiệm an ninh ở Gaza vô thời hạn. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết nước này không tìm cách chinh phạt, chiếm đóng hay cai trị dải Gaza sau khi cuộc chiến với Hamas kết thúc, nhưng một lực lượng đáng tin cậy có thể tiến vào đây nếu cần thiết để ngăn chặn các nhóm quân sự tái xuất hiện. Trên đài Fox News của Mỹ ngày 9 tháng 11, ông Netanyahu nói, chúng tôi không tìm cách chinh phạt Gaza, chúng tôi không tìm cách chiếm đóng Gaza và chúng tôi không tìm cách cai trị Gaza. Ông Netanyahu cho biết một chính phủ dân sự sẽ cần phải được lập ra ở Gaza, nhưng Israel muốn đảm bảo rằng một cuộc tấn công như sự kiện ngày 7 tháng 10 sẽ không tái diễn. Vì vậy, chúng ta phải có một lực lượng đáng tin cậy nếu cần, sẽ tiến vào Gaza và tiêu diệt những kẻ giết người, bởi vì đó là lực lượng sẽ ngăn chặn sự tái xuất hiện của một thực thể giống như Hamas, nhà lãnh đạo Israel nói. Trong lúc cuộc xung đột Israel-Hamas chuyển sang tháng thứ hai, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 9 tháng 11 đã vạch ra những lằn ranh đỏ và kỳ vọng của Washington sau khi kết thúc giao tranh. Theo đó, ông bác bỏ yêu cầu của Israel rằng nước này sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh cho Gaza vô thời hạn. Phát biểu tại Tokyo, ông Blinken khẳng định không nên xảy ra sự tái chiếm Gaza sau khi xung đột chấm dứt, không nên có hành động tìm cách phong tỏa hoặc bao vây Gaza, không thu hẹp lãnh thổ của Gaza. Trong khi Ngoại trưởng Mỹ thừa nhận có lẽ cần đến một vài giai đoạn chuyển tiếp khi chấm dứt giao tranh, quyền quản lý thời hậu khủng hoảng ở Gaza phải bao gồm tiếng nói Palestine và do người Palestine dẫn đầu. Trước đó trong tuần, ông Netanyahu từng tuyên bố Israel sẽ chịu trách nhiệm về an ninh ở Gaza vô thời hạn. Những lời lẽ đó đã vấp phải sự phản đối từ Mỹ, đồng minh chính của Israel. Washington cho biết họ phản đối việc Israel chiếm đóng Gaza sau chiến sự. Theo các quan chức Mỹ, chính quyền Palestine của Tổng thống Mahmoud Abbas, lực lượng đang quản lý ở bờ Tây nên trở lại nắm quyền ở Gaza sau khi chiến sự kết thúc. Hamas đã giành quyền kiểm soát Gaza từ chính quyền Palestine vào năm 2007. Các quan chức hàng đầu của Palestine, trong đó có ông Abbas, nói rằng việc chính quyền Palestine quay trở lại Gaza phải đi kèm với một giải pháp chính trị nhằm chấm dứt việc Israel chiếm đóng các vùng lãnh thổ mà nước này giành được trong cuộc chiến năm 1967. Thủ tướng Palestine Mohammad Tayyeh trong tuần này cho biết chính quyền Palestine sẽ không quay trở lại Gaza trên xe tăng của Israel. Israel đã tiến hành chiến dịch bao vây và tấn công Gaza để trả đũa Hamas sau khi nhóm này bất ngờ tấn công miền nam Israel hôm 7 tháng 10 khiến khoảng 1.400 người thiệt mạng. Các đợt bắn phá của Israel nhằm vào Gaza trong hơn một tháng qua đã làm thiệt mạng hơn 10.800 người tại lãnh thổ này. Các quan chức Gaza cho biết Israel đã tiến hành không kích nhắm vào chính xác hoặc gần ít nhất 3 bệnh viện hôm 10 tháng 11, gia tăng sức ép lên hệ thống y tế vốn đã bấp bênh ở Gaza, trong bối cảnh các bệnh viện phải tiếp nhận hàng ngàn người bị thương hoặc tìm nơi trú ẩn, theo Reuters. Các cơ sở y tế bao gồm bệnh viện Al-Shifa lớn nhất Gaza, nơi Israel cho biết Hamas xây dựng đường hầm bên dưới cũng như đặt trung tâm chỉ huy. Hamas phủ nhận những cáo buộc này. Người phát ngôn cơ quan y tế Gaza cho biết Israel đã nhắm vào khu vực sân của bệnh viện này và đã có thương vong, nhưng ông không cung cấp thông tin chi tiết. Ngoài ra, bệnh viện Nhi Al-Ransitisi và bệnh viện Nhi Al-Nars cũng bị bắn phá trực tiếp. Quân đội Israel chưa lập tức bình luận về tuyên bố nói trên. Cơ quan y tế Gaza cho biết 18 trong số 35 bệnh viện ở Gaza và 40 trung tâm y tế khác đã ngừng hoạt động do bị hư hại trong các đợt bắn phá hoặc thiếu nhiên liệu. Giao tranh không chỉ diễn ra ở dải Gaza. Hôm 9 tháng 11, nhiều nơi trong thành phố Jenin ở bờ Tây rung chuyển vì giao tranh giữa các tay súng Palestine và quân đội Israel khiến ít nhất 14 người chết. Bờ Tây, khu vực Palestine bị Israel chiếm đóng, là nơi có sự hiện diện của chính quyền Palestine được quốc tế công nhận và cả các nhóm vũ trang Palestine.
Quân đội Israel thường xuyên tổ chức các cuộc đột kích vào một số khu vực ở bờ Tây để tấn công các nhóm vũ trang Palestine. Cơ quan Y tế Palestine cho biết 14 người chết trong vụ đột kích và giao tranh kéo dài đến tối 9 tháng 11, khiến đây trở thành vụ bạo lực đẫm máu nhất ở bờ Tây kể từ năm 2005. Số người Palestine thiệt mạng ở bờ Tây do bom đạn của Israel kể từ hôm 7 tháng 10 đến nay đã vượt trên 180 người. Trong một diễn biến khác, lực lượng Houthi ở Yemen hôm 9 tháng 11 tuyên bố đã phóng hàng loạt tên lửa vào nhiều các mục tiêu ở miền nam Israel. Houthi cho rằng Tel Aviv đã che giấu thông tin về các vụ tấn công này. Trong khi đó, quân đội Israel hôm 9 tháng 11 thông báo lần đầu dùng tên lửa phòng không mới nhất là Arrow 3 để đánh chặn mục tiêu hướng vào nước này từ Biển Đỏ. Đây là lần đầu tiên tên lửa Arrow 3 đánh chặn mục tiêu từ khi Israel triển khai tổ hợp vào năm 2017. Bộ Quốc phòng Israel cho biết thành tựu này tiếp nối thành công gần đây trong lần đánh chặn đầu tiên của Arrow 2 diễn ra vào tuần trước. Thưa quý vị, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby ngày 9 tháng 11 cho hay Israel sẽ bắt đầu tạm ngừng bắn 4 giờ mỗi ngày ở miền Bắc dải Gaza để người dân có thể rời vùng chiến sự. Theo ông Kirby, quyết định tạm ngừng bắn được đưa ra sau các cuộc thảo luận giữa quan chức Mỹ và Israel những ngày gần đây, trong đó có cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Đây là động thái cực kỳ cần thiết khi nhiều người dân ở Gaza cho biết họ đã bị binh sĩ Israel nhắm bắn khi đang tìm đường sơ tán. Khói bốc lên phía sau bệnh viện Al-Shifa ở Gaza. Trong sân và hành lang, hàng ngàn người dân đang tị nạn, thi thể thì nằm la liệt ở cổng. Lực lượng Israel đã giao chiến với phiến quân Hamas giữa các tòa nhà đổ nát ở phía bắc dải Gaza hôm 9 tháng 11, tiến gần hơn đến Al-Shifa và một bệnh viện lớn khác ở thành phố Gaza. Trong phòng cấp cứu, người đàn ông này cho biết anh và những người khác đã cố gắng đi về hướng nam, nhưng khi ra đến đường lớn thì một chiếc xe tăng đã bắn vào họ. Trong khi đó, những người khác chạy trốn dọc theo tuyến đường tiền tuyến. Ngày 9 tháng 11, Nhà Trắng cho biết Israel đã đồng ý tạm dừng các hoạt động ở phía bắc Gaza trong 4 giờ mỗi ngày kể từ ngày 9 tháng 11. Đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy có tạm dừng trong cuộc chiến ở Gaza. Việc tạm dừng các hoạt động quân sự cho phép người dân sơ tán dọc hai hành lang nhân đạo. Một số người trốn thoát được vào hôm 9 tháng 11 cho biết họ lo sợ cuộc di cư Palestine năm 1948 lặp lại sau khi Israel thành lập nhà nước. Họ đang bắt mọi người đến trường học và dọa họ rời đi. Những gì chúng tôi thấy hôm nay là một kế hoạch cho cuộc di cư thứ hai. Mọi thứ trông như thế nào sau lưng chúng ta? Cái chết và sự hủy diệt. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, ông đang tìm cách tạm dừng lâu hơn 3 ngày để giúp đảm bảo việc thả các con tin bị Hamas bắt giữ. Israel mở cuộc tấn công vào Gaza để đáp trả cuộc đột kích xuyên biên giới của các tay súng Hamas. Trong cuộc tấn công, Hamas đã giết 1.400 người và bắt cóc hơn 200 con tin. Hoàn cảnh khó khăn của người Palestine bị mắc kẹt trong vùng đất bị bao vây đã làm dấy lên lời kêu gọi ngừng bắn trên toàn cầu. Tuy nhiên, Israel và đồng minh chủ chốt của nước này là Mỹ bác bỏ lựa chọn ngừng bắn. Theo các quan chức Palestine, hơn 10.800 người dân Gaza đã thiệt mạng tính đến ngày 9 tháng 11 và khoảng 40% trong số đó là trẻ em. Cùng ngày, tại một hội nghị nhân đạo ở Paris, các quan chức từ khoảng 80 quốc gia và tổ chức đã cố gắng phối hợp ứng phó. Chúng ta không thể đợi thêm một phút nào nữa để có lệnh ngừng bắn nhân đạo trên khắp Gaza dành cho toàn bộ dân thường ở đó. Và chúng ta không thể đợi thêm một phút nào nữa để dỡ bỏ cuộc bao vây phong tỏa, mà thật ra là hình phạt tập thể đối với 1 triệu trẻ em. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 9 tháng 11 nói Moscow bị sốc khi đại sứ Israel thông báo có thể mất tới 2 tuần để sơ tán công dân Nga khỏi dải Gaza. Đại sứ Israel tại Nga Alexander Benzvi hồi đầu tuần này nói rằng với số lượng 500 đến 600 người rời đi mỗi ngày theo giới hạn mà Ai Cập đưa ra, nhưng có đến 7.000 người đang chờ sơ tán, có thể phải mất 2 tuần để đưa công dân Nga ra khỏi Gaza. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Zakharova cho rằng logic của Ukraine là không thể chấp nhận được. Bà cho biết Nga đã thực hiện tất cả thủ tục được yêu cầu về gửi danh sách sơ tán cho các cơ quan hữu trách và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tất cả các bên liên quan để sơ tán công dân Nga khỏi Gaza. Các nhà ngoại giao Nga cho biết hơn 500 công dân nước này đang chờ sơ tán, trong đó có khoảng 300 trẻ em trong danh sách. Chưa công dân Nga nào được xác nhận đã rời Gaza từ khi cửa khẩu Rafah của Ai Cập được mở lại vào ngày 1 tháng 11 để cho phép sơ tán những người nước ngoài bị mắc kẹt và những người mang hai quốc tịch. Công dân Mỹ, Pháp, Anh và Canada nằm trong số những người đã được sơ tán khỏi Gaza. Chuyển sang thông tin liên quan xung đột Ukraine.
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 9 tháng 11 đã có chuyến thăm sở chỉ huy chiến dịch Ukraine tại thành phố Rostov-on-Don ở miền nam Nga. Ông Putin đã kiểm tra nhiều mẫu vũ khí mới và nghe báo cáo từ lãnh đạo quân đội. Tổng thống Vladimir Putin đã tổ chức một cuộc họp kín với các chỉ huy quân sự cấp cao trong chuyến thăm không báo trước tới trụ sở quân khu phía nam của Nga, nơi giám sát hoạt động quân sự ở Ukraine. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Putin đã dừng chân ở thành phố Rostov-on-Don trên đường trở về sau chuyến thăm cấp nhà nước tới Kazakhstan. Theo ông Peskov, ông Putin đã kiểm tra các mẫu thiết bị quân sự mới cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov. Nhà lãnh đạo Nga cũng đã nói chuyện với các quan chức quốc phòng hàng đầu khác. Họ cũng báo cáo cho ông về tiến trình hoạt động quân sự của nước này ở Ukraine. Một số cơ quan truyền thông của Nga đã công bố một đoạn video cho thấy ông Putin bước xuống máy bay và đến trụ sở chính. Vùng Rostov giáp với tiền tuyến Donetsk và Lugansk, nơi đây thường xuyên bị Ukraine tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái trong những tháng gần đây. Chuyến thăm và gặp gỡ gần đây nhất của Tổng thống Putin với những quan chức hàng đầu tại trụ sở Rostov-on-Don mới diễn ra vào tháng trước và trước đó là vào tháng 8 và tháng 3. Về tình hình chính sự, Bộ Tổng tham mưu Ukraine báo cáo quân đội Kiev đã đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của Nga ở nhiều khu vực trên mặt trận. Trong một báo cáo mới nhất, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết lực lượng nước này đã đẩy lùi 11 cuộc tấn công gần Avdiivka, 15 cuộc ở khu vực Mariinka gần đó và 22 cuộc tấn công ở phía đông bắc ở Bakhmut. 6 cuộc tấn công đã bị đẩy lùi xa hơn về phía bắc gần Kupiansk, nơi lực lượng Nga đang hoạt động. Trong khi đó, Ủy ban Điều tra Nga hôm 9 tháng 11 cho biết lực lượng Ukraine đã pháo kích vào thị trấn Skadovsk trong khu vực do Nga kiểm soát ở phía nam vùng Kherson. Các tờ báo Ukraine và các nhà quan sát trực tuyến cho biết mục tiêu là căn cứ của cơ quan an ninh FSB của Nga ở Skadovsk đã có báo cáo về thương vong sau cuộc tấn công. Hãng tin Reuters cho biết Bộ Quốc phòng Nga đã báo cáo về các cuộc tấn công vào quân đội và thiết bị của Ukraine gần Bakhmut. Reuters không thể xác minh độc lập các báo cáo từ cả hai phía. Chuyển sang một thông tin khác. Thưa quý vị, phía Nga gần đây cho biết đã tiêu diệt hơn 20 máy bay Ukraine chỉ trong 5 ngày. Thực hư ra sao? Cầm Túc xin mời quý vị cùng theo dõi. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu gần đây đưa ra một thông tin gây tranh cãi. Lực lượng nước này đã bắn hạ tổng cộng 24 máy bay của Ukraine trong 5 ngày. Hệ thống mới. Thông tin này được ông Shoigu công bố trong cuộc gặp binh sĩ thuộc nhóm quân Vostok ở miền đông Ukraine hôm 25 tháng 10. Hãng tin TASS dẫn lời ông nói rằng Nga có các tổ hợp đã tiêu diệt đến 24 máy bay Ukraine trong vòng 5 ngày. Bộ trưởng Shoigu không nói rõ về các tổ hợp vũ khí của Nga hay các máy bay bị bắn hạ của Ukraine. Rất khó xác thực các tuyên bố về tổn thất của hai phía trong cuộc xung đột ở Ukraine. Có thể là vũ khí gì? Hãng tin TASS sau đó dẫn một nguồn tin thân cận Bộ Quốc phòng Nga nói kết quả đáng kinh ngạc trên đạt được khi Nga kết hợp tổ hợp phòng không S-400 Triumph với máy bay cảnh báo và điều khiển trên không Beriev A-50. Theo nguồn tin này, tên lửa được phóng đến mục tiêu ở tầm bắn tối đa, độ cao khoảng 1.000 mét và sử dụng loại đầu đạn dẫn đường mới. Tuy nhiên, TASS không thể kiểm chứng thông tin này. Trang tin Nga Sputnik dẫn lời nhà sử học quân sự Nga Yuri Knutov giải thích rõ hơn. Theo đó, máy bay A-50 có thể phát hiện máy bay đối phương cất cánh từ các sân bay bí mật của Ukraine. Trong khi đó, tên lửa S-400 có thể phóng đến một khu vực nhất định nhờ hệ thống dẫn đường quán tính hoặc các lệnh được gửi trực tiếp từ trạm radar trên máy bay A-50. Tại đây, tên lửa sẽ tự do tìm, phát hiện và diệt mục tiêu, ông Knutov cho biết. Còn khả năng nào khác? Một số đồn đoán cho rằng Nga có thể đã sử dụng máy bay tàng hình Su-57 mang theo các loại tên lửa mới tại Ukraine. Hãng tin TASS hồi tháng 8 dẫn nguồn tin công nghiệp quốc phòng cho biết Su-57 sẽ sớm có tên lửa hàng không có tầm bắn lên đến 300 km so với tầm bắn tối đa 120 km ở thời điểm đó. Giới quan sát quân sự khi đó nhận định đây có thể là tên lửa R-37M, phiên bản nâng cấp của tên lửa R-37. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng xác nhận phỏng đoán này. Nga cũng không công bố nhiều về hoạt động của chiến đấu cơ thế hệ 5 Su-57 tại Ukraine. Tình báo quốc phòng Anh hồi tháng 1 năm 2023 cho rằng không quân Nga gần như chắc chắn có sử dụng Su-57 để tấn công Ukraine, nhưng chủ yếu là bay trên không phận Nga để phóng tên lửa tầm xa vào mục tiêu mặt đất hoặc trên không ở Ukraine. Ukraine nói gì? Giới chức Ukraine đã nhanh chóng phủ nhận tuyên bố của Bộ trưởng Nga Shoigu. Trang tin New Voice of Ukraine
Dẫn lời các quan chức Kiev nói, Nga thường phóng đại con số trang thiết bị quân sự Ukraine bị tiêu diệt. Một ví dụ là tổng số máy bay cương kích Su-25 của Ukraine mà Nga nói đã bắn hạ lên đến 70 chiếc, lớn hơn gấp nhiều lần số máy bay này mà Ukraine có trong thực tế. New Voice of Ukraine dẫn lời một nguồn tin cho rằng trong số máy bay Nga đã bắn hạ có thể có những mục tiêu giả. Hôm 9 tháng 11, một ngày sau khi Liên minh châu Âu EU nhận được khuyến nghị khởi động đàm phán về kết nạp Ukraine, Điện Kremlin nói khả năng Ukraine vào EU khó thành hiện thực. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov bình luận rằng, tất nhiên việc đó giống như treo củ cà rốt trước một con ngựa. Đây là những lời hứa hẹn hão huyền. Khuyến nghị được Ủy ban châu Âu đưa ra trong báo cáo ngày 8 tháng 11 về những tiến bộ của Ukraine, Moldova và Georgia trong nỗ lực gia nhập EU. Báo cáo được công bố trước khi 27 thành viên liên minh thảo luận vấn đề tại hội nghị thượng đỉnh ở Brussels, Bỉ vào giữa tháng 12. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết Ukraine vẫn cần hoàn thành một số cải cách cuối cùng trước khi ấn định ngày bắt đầu đàm phán. Thưa quý vị, phương Tây vẫn đang tìm cách siết chặt thêm các lệnh cấm vận liên quan đến Nga, và một mặt hàng đã nằm trong tầm ngắm lâu nay là kim cương thô của Nga. Kể từ khi xung đột bắt đầu, các đại lý kim cương ở Antwerp, Bỉ đã được yêu cầu tẩy chay những viên đá có nguồn gốc từ Nga, nhà cung cấp lớn. Giờ đây, các cường quốc phương Tây muốn chính thức tẩy chay bằng lệnh cấm chính thức đối với đá của Nga. Nhưng những trở ngại lớn vẫn còn, và đó là gì? Cẩm Thu xin mời quý vị cùng tìm hiểu. Antwerp của Bỉ, một trong những trung tâm giao dịch kim cương lớn nhất thế giới, có vấn đề với Nga. Chỉ vài tuần sau khi Nga đưa quân vào Ukraine hồi tháng 2 năm ngoái, các công ty kim cương ở Antwerp bắt đầu nhận được điện thoại từ các khách hàng quốc tế yêu cầu họ tránh sử dụng đá quý từ Nga. Đó không phải là điều dễ dàng đối với nhà buôn kim cương Thierry Tugendhat, người cho biết khoảng một nửa số kim cương thô của ông từng đến từ Nga do chất lượng cao. Nhưng công ty của ông, T-Diamonds, buộc phải chuyển hướng và lấy kim cương từ nơi khác. Giờ đây, các cường quốc phương Tây muốn chính thức tẩy chay bằng một lệnh cấm chính thức đối với đá của Nga. Nhưng ông Tugendhat nói lệnh cấm sẽ chỉ đến thế. Hãy xem Trung Quốc, nước tiêu thụ kim cương lớn, hoàn toàn không quan tâm đến lệnh cấm đó. Ấn Độ cũng là nước tiêu thụ kim cương lớn, họ không quan tâm đến lệnh cấm đó. Họ không có quan tâm muốn biết những viên đá đến từ nơi nào, chuyện đó chưa từng xảy ra. Và hầu hết người châu Á không quan tâm đến điều đó. Vì vậy, hãy nhìn xem, họ sẽ mua và tiếp tục mua kim cương của Nga vì họ không có lý do gì để không làm vậy. Các hãng kim hoàn lớn của phương Tây, từ Tiffany & Co. đến Cartier, đều muốn tránh xa hoạt động mua bán kim cương của Nga. Nhưng trở ngại lớn trong việc cấm kim cương Nga từ các thị trường phương Tây, vốn chiếm 70% nhu cầu trang sức kim cương toàn cầu, là làm thế nào để truy tìm nguồn gốc của những viên đá này. Ông Tugendhat cho biết các công ty nhỏ sẽ gặp khó khăn. Chúng tôi có thể làm được điều đó vì chúng tôi đã nghiên cứu khả năng truy xuất nguồn gốc trong 2 năm qua. Bạn nên biết rằng đối với những người đang làm việc với các thương hiệu lớn, việc truy xuất nguồn gốc không phải là điều bỗng nhiên mà có được vào lúc này. Tất cả những tay chơi mới trong ngành, nếu chưa bắt đầu truy xuất nguồn gốc thì chắc chắn sẽ bị tuột lại phía sau. Ông nói rằng lệnh cấm hoàn toàn của phương Tây đối với đá quý của Nga không chỉ gây tốn kém cho ngành, mà còn có thể mất thêm một năm nữa để thực hiện toàn diện. Cuộc gặp các ngoại trưởng ngoại giao của nhóm G7 hôm 8 tháng 11 tại Tokyo đã không đạt được đồng thuận về việc áp đặt cấm vận lên ngành công nghiệp kim cương của Nga. Trong thông cáo cuối cuộc họp, nhóm G7 tái khẳng định cam kết theo đuổi chính sách cấm vận Nga. Tuy nhiên, về kim cương Nga, nhóm chỉ cam kết đẩy nhanh tham vấn về năng lượng, các kim loại và kim cương phi công nghiệp. Trong một diễn biến khác liên quan quan hệ giữa Ukraine và các đồng minh châu Âu, nhiều tài xế xe tải thuộc các công ty vận tải Ba Lan đã chặn cửa khẩu với Ukraine từ hôm 6 tháng 11 đến nay để yêu cầu xem xét lại việc cấp giấy thông hành cho các tài xế Ukraine và Liên minh châu Âu EU. Các tài xế Ba Lan nói rằng họ đang bị mất cơ hội làm ăn do Ukraine được hưởng lợi từ việc cạnh tranh không công bằng. Các hãng xe tải Ukraine không phải mất tiền xin giấy phép không thành thông hành khi vào EU. Khối quyết định cấp ưu tiên này như động thái hỗ trợ kinh tế Ukraine sau khi xung đột nổ ra hồi tháng 2 năm 2022. Các tài xế Ba Lan đã chặn xe sang ngày thứ Tư, khiến biên giới hai bên ùn tắc. Cuộc biểu tình chặn xe ở biên giới Ba Lan-Ukraine là mâu thuẫn mới nhất của hai nước láng giềng. Và như quý vị đã biết, Kiev và Warsaw trước đó đã có căng thẳng về vấn đề ngũ cốc giá rẻ Ukraine ảnh hưởng tới thị trường nội địa Ba Lan cùng một số nước châu Âu. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tổng hợp tình hình tại các điểm nóng xung đột trên thế giới ngày 10 tháng 11 của báo Thanh Niên. Cẩm Thu chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Những diễn biến mới nhất về xung đột Nga-Ukraine sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Rất mong quý vị bấm like, đăng ký kênh YouTube của báo Thanh Niên cũng như ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức nóng hổi của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.